nhận định U23 Việt Nam với U23 Indonesia. U23 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 31 bằng màn đọ sức với U23 Indonesia. Màn so tài này sẽ tái hiện lại trận chung kết SEA Games 2019 trên đất Philippines. Ở giải đấu đó, đội bóng xứ vạn đảo đã để thua U23 Việt Nam không đến 3, qua đó chấp nhận tấm huy chương bạc. U23 Việt Nam đang có lợi thế chủ nhà và đã có thời gian chuẩn bị tương đối kỹ về mặt chiến thuật cũng như lực lượng. Ngoài ra, Hùng Dũng cùng các đồng đội cũng được tạo thử lửa bằng hai trận giao hữu chất lượng với U20 Hàn Quốc đã đem lại rất nhiều bài học bổ ích với một trận hòa và một chiến thắng. Phía bên kia sân, U23 Indonesia vừa trải qua đợt tập huấn 10 ngày tại Hàn Quốc. Tại đây, đội bóng xứ vạn đảo đã có hai trận giao hữu, tuy nhiên kết quả thu được không mấy khả quan. Cụ thể, các học trò của huấn luyện viên Shin yang đã nhận thất bại không hai trước Pohang Steller. Sau đó, là trận thua sát nút 2 đến 3 trước Daejeon Hana Citizen. Lịch sử đối đầu đang ủng hộ U23 Việt Nam với 4 chiến thắng sau 5 lần đọ sức gần nhất với U23 Indonesia. Dễ dàng nhận thấy, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn được đánh giá nhỉnh hơn để lợi thế sân nhà và chắc chắn điều người hâm mộ kỳ vọng vào U23 Việt Nam không gì khác ngoài 3 điểm ở ngày ra quân. Trong khi đó, U23 Indonesia đang khát khao phục hận ở trận chung kết SEA Games cách đây 3 năm và họ sẽ gây ra không ít khó khăn cho đội chủ nhà. Bảng A bộ môn bóng đá của SEA Games 2022 được xem là bảng đấu tử thần khi có sự góp mặt của U23 Indonesia, U23 Myanmar. U23 Philippines và đội chủ nhà U23 Việt Nam. Theo nhận xét, đương kim vô địch U23 Việt Nam với lực lượng vượt trội cùng lợi thế được thi đấu trên sân nhà gần như nắm trong tay một tấm vé đi tiếp. Đáng chú ý, ở lần tham dự SEA Games 2022, huấn luyện viên Park Hang Seo có trong tay đội hình gần như tốt nhất. Trong đó, nhóm ba cầu thủ ngoài 23 tuổi nhận được sự quan tâm nhiều nhất khi chiến lược gia người Hàn Quốc cho gọi Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức. Nên nhớ, đây là những cầu thủ giàu kinh nghiệm vừa cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022. Đội hình dự kiến U23 Việt Nam với U23 Indonesia, U23 Việt Nam, Văn Toàn, Văn Xuân, Ngọc Thắng, Việt Anh, Đức Mạnh, Quang Nho, Xuân Quyết, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Văn Tùng, Tiến Linh. U23 Indonesia, Savic, Ác Baha Irianto, Huyết Hồ, Ucha, Zetiawan, Pha Lý, Sulaman, Kafi, Saara niềm tin của những chiến binh sao vàng càng gia tăng khi họ từng đánh bại U23 Indonesia ở cả ba lượt trận đối đầu vừa qua ghi tới 9 bàn và không để thủng lưới. Bên phía đối diện, đội bóng xứ sở vạn đảo không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu năm nay khi họ phải nhận thất bại ở hai trận giao hữu gần nhất. Dự đoán tỷ số U23 Việt Nam và U23 Indonesia 21 Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.